Đài truyền hình SBTN. Mùa lễ Giáng sinh là mùa của hy vọng và hạnh phúc, cũng giống như rất nhiều người trên thế giới này đang tổ chức rất là vui vẻ cái lễ Giáng sinh, thì người dân Việt Nam tại miền Nam Florida cũng đã tổ chức một buổi lễ tại giáo xứ Bè La Vang. Và xin mời tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN hãy đi cùng với tôi qua những hình ảnh mà chúng tôi đã thâu nhận được. Một chút xíu về ý nghĩa về lễ Chúa Giáng sinh không? Thì là Thiên Chúa thể hiện tình yêu đã trao con một Ngài xuống trần gian để đem lại bình an cho thế giới, và Ngài là vua hòa bình. Ngài mong mọi người yêu thương nhau để đem lại hòa bình, và xin và tin vào Ngài để Ngài dẫn đưa cái nền hòa bình này đến được vĩnh cửu, đó là sự sống đời đời. Thiên Chúa Giáng sinh và đem lại tình yêu và ơn cứu độ cho mọi người. Cha có ước vọng gì về cho đất nước Việt Nam của mình trong mùa lễ Giáng sinh này không? Thì ước vọng là tinh thần cũng như đức tin của người dân Việt Nam, cũng như đời sống của người dân Việt Nam được phát triển, đức tin vững mạnh, mình đoàn kết và yêu thương. Nếu như có một điều ước vọng đó là làm sao người ta nghe tiếng nói mời gọi với Đức Giáo Hoàng Francisco để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với nhau, và như vậy là Chúa thể hiện mình đã được hưởng lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta phải chia sẻ lòng thương xót đó cho nhau, cho đồng loại để đẹp lòng Thiên Chúa. Tôi ước vọng được mọi sự bình an và gia đình hạnh phúc. Ở Việt Nam thì có ước nguyện thì trở về thăm quê hương thôi. Gia đình bình an, nhất cái thứ nhì là ra ngoài xã hội thì hòa bình cho quốc gia, nhất là Việt Nam, không có chiến tranh, không có bị chèn ép, và cho thế giới là những cái nước bên Trung Đông là được hòa bình. Merry Christmas! Ước vọng của Hồng là trong Giáng sinh năm nay là được thấy cộng đồng của người Việt ở miền Nam Florida càng ngày càng được đoàn kết và xây dựng cộng đồng càng ngày một mạnh hơn. Phóng viên Tom 15 trên tường trình từ miền Nam Florida xin kính chúc quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc. Thank you.